Xin chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị tới với sự kiện ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Wenwei Shao. Tôi phụ trách cùng từ công ty Pfizer. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những thực hành tốt nhất để tiến hành những cái sự kiện, những cái nghiên cứu về đời thực ở châu Á. Đây là sự kiện thứ hai. Hôm nay chúng ta có ba báo cáo viên đến từ Đài Loan, Việt Nam và Hồng Kông sẽ cùng cung cấp cho chúng ta các khía cạnh khác nhau. Bác sĩ Phan Sao đến từ Đài Loan sẽ trình bày chúng ta những hiểu biết về việc thực hành phương pháp thu thập dữ liệu về đời thực và tại Việt Nam làm sao có thể tăng cường được sự đáng tin về các dữ liệu đời thực bằng cách giảm thiểu những sai lệch và các yếu tố gây nhiễu. Và cuối cùng, báo cáo viên đến từ Hồng Kông sẽ trình bày cho chúng ta về cái lộ trình thống kê để có thể chuyển đổi các dữ liệu đời thực trong thực hành lâm sàng. Khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ có cái phiên hỏi và đáp dành cho tất cả quý vị. Tổng thời gian chương trình được dự kiến là khoảng 60 phút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói về các cơ hội và nhu cầu chưa được đáp ứng để tạo ra cái bằng chứng đời thực tại châu Á. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lại 2 năm trước đây. 2 năm trước đây là một cái trải nghiệm khó khăn và đặc biệt cho tất cả các chúng ta, đặc biệt liên quan tới đại dịch COVID-19. Nó đã đem tới những cái thay đổi rất nhiều trên thế giới trong cái cách mà chúng ta sử dụng những cái dữ liệu đời thực, cũng như cung cấp các thông tin, quy mô của các dữ liệu đời thực trên toàn thế giới chưa từng thấy trước đây và nhấn mạnh cái tầm quan trọng là chúng ta cần phải có được những dữ liệu này để có thể tăng cường được sự sẵn sàng trong những tình huống khẩn cấp. Và chúng ta cũng chứng kiến tầm quan trọng để có thể có được những thông tin vừa kể để các cơ quan quản lý và chính quyền có thể đưa ra những cái biện pháp nhằm kiểm soát và khống chế cái đại dịch và để có thể cứu vãn các xã hội cũng như là cứu vãn các sinh mạng. Đây là chúng tôi thấy các cơ hội và nhu cầu rất quan trọng đối với dữ liệu đời thực. Bây giờ chúng ta quay trở lại đối với các bệnh nhân tại châu Á. Cho tới nay, chỉ có khoảng 17% các nghiên cứu lâm sàng là được thực hiện tại các nước châu Á. Do đó, kể cả trong những cái thử nghiệm lâm sàng thì dân số châu Á cũng không có mang tính chất đại diện đầy đủ. Và vì vậy, chúng ta cần có cái dữ liệu đời thực từ phía châu Á. Không những phục vụ cho công tác khoa học, nó có thể làm chậm trễ cái khả năng của bệnh nhân có thể tiếp cận được các điều trị mới. Khi thu thập những dữ liệu đời thực và kiểm chứng nó sẽ là một cái công cụ để có thể lấp đầy cái khoảng trống vừa kể ở các nước, đa số các nước châu Á, thí dụ như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Singapore và Thái Lan, thì các quyết định chi trả cho thuốc men thì không được thực hiện ngay ngay lúc mà thuốc được đưa vào thị trường. Những cái bằng chứng đời thực sẽ cung cấp cho sự chắc chắn về tính chất hiệu quả của các công nghệ mới này ở trong dân số địa phương, ở các quốc gia châu Á khác, thí dụ như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, để các quyết định chi trả về bảo hiểm y tế có thể trùng với hoặc là gần như ngay sau khi thuốc được đưa vào thị trường, sau khi đã được phê duyệt. Do đó, ở trong các quốc gia này, các bằng chứng đời thực cũng được xem xét khi người ta tái đánh giá lại những cái quyết định bảo hiểm, chi trả bảo hiểm hoặc là điều chỉnh về giá cả. Như vậy có thể thấy các bằng chứng đời thực luôn luôn là rất quan trọng cho ở tất cả các nước châu Á. Sau đây chúng tôi sẽ có một số các câu hỏi thăm dò trong suốt cái hội thảo. Đây là các câu hỏi thăm dò và chúng tôi sẽ mời gọi tất cả các đại biểu lựa chọn các câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất như sau. Theo các bạn, tầm quan trọng của bằng chứng đời thực đối với các quyết định chi trả bảo hiểm y tế thanh toán ở nước các bạn là như thế nào? Các bạn vui lòng lựa chọn một trong 4 lựa chọn. Chọn lựa thứ nhất, cực kỳ quan trọng.
Lựa chọn thứ hai quan trọng nhưng không mang tính chất quyết định. Lựa chọn thứ ba tốt để có một số các dữ liệu đời thực. Chọn lựa thứ tư, chúng tôi nghĩ rằng những cái công nghệ và thuốc men có thể được quản lý tốt mà không cần có các dữ liệu đời thực. Chúng ta đã có được kết quả rồi. Như vậy, khoảng cỡ phân nửa đã có những cái suy nghĩ, khoảng cỡ một phần ba các đại biểu đã lựa chọn một trong ba những cái lựa chọn ban đầu cực kỳ quan trọng, cực kỳ thiết yếu, quan trọng nhưng không thiết yếu, cần có một số các dữ liệu đời thực. Chỉ có một thừa số nhỏ nghĩ rằng là không cần có dữ liệu đời thực trong việc quản lý những cái công nghệ và thuốc men. Đây là những cái dữ liệu liên quan tới những quyết định chi trả ở trong khu vực của chúng ta. Xin mời câu hỏi kế tiếp. Đây là đồng nghiệp đầu tiên của chúng ta báo cáo cho ngày hôm nay. Tiên kế tiếp sẽ là bác sĩ Stefan Chow đến từ Đài Loan. Tại bệnh viện Cựu chiến binh Đa khoa Đài Loan, ông ấy sẽ nói về cách thực hiện và các phương pháp thu thập dữ liệu đời thực. Bây giờ chúng tôi xin nhường micro cho bác sĩ Stefan Chow. Xin cảm ơn lời giới thiệu. Chúng tôi xin gọi lời cảm ơn công ty Pfizer đã có mời tôi tới cái sự kiện ngày hôm nay để thảo luận về các dữ kiện đời thực. Bài báo cáo của tôi sẽ tập trung về các khía cạnh quan trọng trong việc thu thập các dữ liệu đời thực phục vụ cho công tác nghiên cứu. Đây là các mục tiêu của bài báo cáo này. Đầu tiên là chúng ta sẽ khảo sát những cái cơ sở dữ liệu chính để tạo ra dữ liệu đời thực, và thứ hai là làm sao chúng ta có được dữ liệu đời thực phù hợp với mục tiêu từ các dữ liệu thô bằng cách lựa chọn các cơ sở dữ liệu phù hợp và cái kết cục nghiên cứu. Và chúng ta cũng muốn tìm hiểu về những cái sai sót trong thiết kế nghiên cứu và cái chiến lược để tránh nó. Ở đây các bạn có thể thấy sự phân biệt giữa dữ liệu đời thực và dữ liệu không đời thực. Chúng tôi cũng cho các bạn thấy sự khác biệt giữa hai nhóm cơ sở dữ liệu này đối với dữ liệu đời thực. Đó là các dữ liệu được thu thập không nhằm cho mục đích nghiên cứu. Có thể chúng ta thực hiện các nghiên cứu quan sát vân vân. Ban đầu chúng ta thu thập những dữ liệu đó để phục vụ cho công tác chi trả, rồi sau đó nghiên cứu. Và chúng ta có thể thực hiện một số những phân tích để trả lời một số các câu hỏi. Đó là cái nguồn gốc của dữ liệu đời thực. Trái ngược lại thì các bạn sẽ thấy các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Các nghiên cứu này là để trả lời một số các câu hỏi cụ thể, một số những cái giả thuyết xác định hiệu quả và an toàn của các phương pháp thuốc men cũng như là can thiệp. Chẳng hạn như chúng ta cần lưu ý rằng, tuy nhiên hai cái nhóm dữ liệu vừa kể cũng có một số vùng nó có tính chất trùng lắm. Chẳng hạn các nghiên cứu đăng ký sổ bộ chuyên biệt về một số bệnh nào đó. Lúc đó chúng ta tập trung cho một số các nhóm dân số. Mà chúng ta cũng có thể khảo sát họ một cách tìm cứu hoặc là hồi cứu. Và chúng ta tìm hiểu một số đặc điểm của các nhóm dân số. Đó là các nghiên cứu đăng ký sổ bộ. Những cái thông tin đó được thu thập để phục vụ cho công tác nghiên cứu, nhưng nó khác so với các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, vì nó là các dữ liệu đến từ thế giới thực chứ không phải là chia đối chứng ngẫu nhiên. Đây người ta nhắc tới tầm quan trọng của nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và dữ liệu đời thực.
Cái tiêu chuẩn để chứng minh hiệu quả của một cái can thiệp lâm sàng là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Việc chia ngẫu nhiên sẽ bảo đảm cái việc phân chia đồng đều các yếu tố gây nhiễu đã biết hoặc là không biết, bảo đảm quan hệ giữa việc can thiệp và kết cục được xem là có mối liên quan nhân quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên nó có cái hạn chế là tốn kém, cần phải lựa chọn và tốn thời gian. Và vì đồng thời dân số cần phải thỏa mãn một số những cái tiêu chí chọn bệnh. Và vì vậy, khi chúng ta xem xét các hướng dẫn quốc tế cũng như là các y văn, thì đa số những cái khuyến nghị trong hướng dẫn điều trị tim mạch thực ra không dựa trên nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và cũng không có thay đổi gì mấy trong vòng 10 năm qua. Trong rất nhiều các bối cảnh lâm sàng, các dữ liệu, quan sát thực sự là những cái bằng chứng cao nhất mà chúng ta có thể có được. Và chúng ta cần phải dựa trên các nghiên cứu đời thực, dữ liệu đời thực chứ không phải là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Đây là bài báo cáo so sánh những ưu và khuyết điểm của những cái nguồn cung cấp các dữ liệu khác nhau. Chẳng hạn các nghiên cứu đăng ký sổ bộ toàn quốc hoặc là theo vùng, thí dụ như Đài Loan, Hàn Quốc, vân vân. Cái ưu điểm của nó là nó có cái quy mô lớn, có cỡ mẫu lớn và cũng giảm bớt cái sự sai lệch trong chọn lọc bệnh nhân vì nó tuyển bệnh nhân vào trên phạm vi toàn quốc và tránh được những cái sai lệch về dân số hoặc là giới tính hoặc là vùng miền. Đồng thời chi phí nó cũng thấp. Mục tiêu của các nghiên cứu đăng ký sổ bộ này. Do đó, chi phí thấp là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, cái chất lượng về dữ liệu có thể bị hạn chế, đặc biệt liên quan tới những hồ sơ về bệnh lý lâm sàng và một số các nghiên cứu đến từ một số các quốc gia khác nhau, thí dụ như Đài Loan, Nhật Bản, thì các nghiên cứu này có thể không có thể suy luận hoặc là tổng quát hóa ra những cái vùng miền hay địa lý khác. Một nhóm dữ liệu khác là những dữ liệu của các công ty bảo hiểm hoặc là xin bồi thường, vân vân. Nó cũng có cơ sở dữ liệu lớn. Tuy nhiên, có một số các thông tin có thể không có sẵn liên quan tới bệnh lý của bệnh nhân hoặc là các loại thuốc được sử dụng. Một trong những cái bằng chứng đời thực mà chúng ta hay sử dụng là các đoàn hệ tại bệnh viện. Một trong các ưu điểm của cái đoàn hệ hay thuần tập tại bệnh viện đó là việc chọn lọc bệnh nhân, nó được đồng nhất. Và cái việc triển khai những cái chuyên môn của các bệnh nhân là giống nhau trong cái đoàn hệ đó. Tuy nhiên, cái nhược điểm của nó đó là việc chọn lọc bệnh nhân có thể không mang đi chất đại biểu cho đại diện cho tất cả bệnh nhân trong xã hội, chất lượng của dữ liệu có thể không có cao. Và cái chuyên môn của một số trung tâm chuyên sâu hay là cấp cao có thể không thể được suy rộng hay tổng quát hóa ra những cái trung tâm khác. Bản này xin nhắc lại tổng kết những ưu và khuyết điểm của các nguồn dữ liệu mà chúng ta sử dụng. Thu thập bằng chứng đời thực. Chúng tôi xin phép giới thiệu việc lựa chọn các kết cục nghiên cứu. Đây là cái thông tin quan trọng. Dĩ nhiên, những cái kết cục quan trọng là cái kết cục trực tiếp hoặc là kết cục quyết định về hiệu quả lâm sàng. Đặc biệt, thí dụ như tử vong toàn bộ, sống còn toàn bộ hoặc là các suất đồ về nhiều máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não, vân vân. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta phải tốn kém rất là nhiều thời gian và cỡ mẫu rất lớn và vì vậy gây ra một cái gánh nặng về chi phí rất lớn và vì vậy đôi khi người ta cần phải sử dụng một số các kết cục thay thế. Chúng ta có thể sử dụng một số các kết cục thay thế đó để thay thế cho các kết cục về mặt hiệu quả lâm sàng. Nó có thể liên quan đến những tín hiệu mà có thể xảy ra sớm trong quá trình của bệnh tật. Chẳng hạn các bạn có sử dụng những cái dấu ấn, những cái marker, thí dụ NT-proBNP, nó có sự gia tăng ở các bệnh nhân suy tim trong một số các nghiên cứu.
Chúng ta cũng có thể khảo sát về huyết áp hoặc là dung mạo lipid để dự báo các biến cố tim mạch hoặc là tái phát các biến cố tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân mà bị tiểu đường, chúng ta cũng có thể khảo sát cái đàm niệu để hiểu biết về diễn tiến của bệnh thận do tiểu đường. Do đó, điểm quan trọng là chúng ta cần phải lựa chọn đúng cái tín hiệu, đúng cái thông tin được tạo ra từ các thực hành lâm sàng để phù hợp đối với lại các mục tiêu mà đời thực mà chấp nhận được có giá trị. Sau đây, tôi xin phép tập trung vào một cái phần quan trọng. Đó là khi chúng ta khảo sát các dữ liệu đời thực thì chúng ta cần phải tránh những cái sai sót trong thiết kế nghiên cứu thường gặp. Cái nhóm lỗi đầu tiên đó là cái việc suy ngược quan hệ nhân quả. Nhiều khi chúng ta sử dụng cơ sở dữ liệu đời thực để chúng ta phân tích, nó chỉ cho chúng ta thấy một mối liên quan chứ không phải là liên quan có quan hệ nhân quả. Bởi vì vậy chúng ta cần cẩn thận, đừng có diễn giải một cách quá mức hoặc là chúng ta chẻ sợi tóc làm tư. Ngoài ra cũng có sai lệch mang tính chất điều kiện về tương lai hoặc là sai lệch thời gian bất tử hoặc là sai lệch do việc can thiệp về mặt y khoa hoặc là theo dõi. Sau đây tôi sẽ trình bày cho các bạn từng khía cạnh đó. Đây là một cái slide cho thấy tính chất liên quan so sánh với quan hệ nhân quả. Chẳng hạn, thí dụ như chúng ta khảo sát về mối liên quan giữa việc sử dụng rượu và ung thư phổi. Chúng ta có thể thấy có vẻ như cái nguy cơ ung thư phổi là tăng cao ở những bệnh nhân mà uống rượu hoặc là nghiện rượu. Tuy nhiên, nó không phải là mối quan hệ nhân quả, rượu không có gây ra ung thư phổi. Mà thực sự có mối liên quan giữa người nghiện rượu thì lại hay hút thuốc và chính hút thuốc mới là có quan hệ nhân quả gây ra ung thư phổi. Và vì vậy, cái mối tương quan giữa uống rượu và ung thư phổi thì không phải là mối quan hệ nhân quả, chỉ là mối liên quan, có liên quan mà thôi. Cái quan hệ nhân quả là giữa hút thuốc và ung thư phổi. Tương tự như vậy, giữa uống rượu và hút thuốc cũng có mối liên quan. Và vì vậy, đừng nhầm lẫn giữa sự liên quan và mối quan hệ nhân quả. Đây là một cái điểm quan trọng cần phân biệt giữa mối liên quan và quan hệ nhân quả. Chúng tôi xin trình bày cái lỗi thứ hai, đó là sai lệch điều kiện về tương lai. Cái nghiên cứu này nói về cái nguy cơ đột quỵ cho huyết khối ở những bệnh nhân mà có thang điểm CHA2DS2 là 1. Các tác giả này đã tuyển vào các bệnh nhân mà đã từng sử dụng warfarin bất kỳ thời điểm nào trong vòng 6 tháng trước khi cái thời điểm mốc. Những bệnh nhân này là bị loại ra khỏi các nghiên cứu. Chúng ta coi thử các bệnh nhân khác nhau, từ bệnh nhân 1 tới bệnh nhân 5 và các bối cảnh khác nhau. Bây giờ chúng ta xem thử bệnh nhân số 2, số 3. Dựa trên cái thiết kế của nghiên cứu, bệnh nhân 2 và thứ 3 là bị loại trừ ra khỏi việc phân tích vì bệnh nhân 2 đã sử dụng warfarin trước khi có chẩn đoán rung nhĩ. Và vì vậy, bệnh nhân này đã bị loại trừ. Được biết rằng việc sử dụng warfarin có thể ảnh hưởng tới nguy cơ đột quỵ. Bệnh nhân thứ 3, bệnh nhân này bị đột quỵ trước. Rồi sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng warfarin. Tuy nhiên, bệnh nhân này cũng bị loại ra khỏi nghiên cứu. Điều này là sai. Bởi vì khi chúng ta loại trừ ra như vậy, thì chúng ta cũng làm mất đi cái biến cố đột quỵ ở bệnh nhân số 3 cũng như là bệnh nhân số 2. Do đó, trong thiết kế các nghiên cứu này, thì chúng ta có thể đánh giá thấp hoặc là chúng ta báo cáo không đầy đủ cái nguy cơ về nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ thiếu máu. Bởi vậy, nó gọi là sai lệch điều kiện về tương lai. Chúng ta cần lưu ý tới cái sai sót này khi chúng ta thực hiện việc phân tích hoặc là thiết kế các nghiên cứu đời thực. Một cái sai lệch nữa được gọi là sai lệch thời gian bất tử. Xin thưa lỗi, đừng truyền đang đứng, không có tiếng, chúng tôi đang chờ.
Người ta gọi là sai lệch thời gian bất tử, cũng hay thường gặp trong các nghiên cứu về đời thực. Nó cũng bởi vì cái biến cố nó không có thể xảy ra trong cái khoảng thời gian đó. Cái tử vong không có thể xảy ra hoặc kết cục nghiên cứu không thể xảy ra trong khoảng thời gian đó để có thể so sánh ở phía bên tay trái. Đó là cái nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Cái bảng, cái ô phía trên là cái ô mà có can thiệp điều trị và cái ô bên dưới là không can thiệp điều trị. Đối với mỗi nhóm thì có các bệnh nhân bị tử vong. Và nếu như chúng ta thực hiện một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên thì cái tỷ lệ tử vong sẽ được so sánh giữa nhánh điều trị và không điều trị. Ở phía bên tay phải, các bạn có thể thấy sự khác biệt. Trong đó chúng ta có cái sai lệch thời gian bất tử từ cái nghiên cứu đời thực. Chẳng hạn như chúng ta muốn khảo sát về tác động của việc sử dụng statin đối với các bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch và chúng ta muốn khảo sát cái yếu tố nguy cơ của các bệnh nhân được điều trị statin hoặc không. Nếu như chúng ta chia các bệnh nhân này và chúng ta xác định cái khoảng thời gian, thí dụ như đã được điều trị vượt hơn 6 tháng và bệnh nhân sẽ được phân loại theo kiểu khác. Nếu như chúng ta quyết định là phải sau hơn 6 tháng, thì nếu như bệnh nhân muốn tham gia vào trong nghiên cứu này, bệnh nhân đó bắt buộc đã phải sống còn vượt hơn 6 tháng rồi. Bằng cách chúng ta làm như vậy, thì chúng ta đã loại bỏ cái biến cố tử vong xảy ra trước thời điểm 6 tháng. Và vì vậy, hai bệnh nhân mà bị tử vong ở cái nhóm mà không điều trị, và cái nhóm mà điều trị từ 0 cho tới 6 tháng và cái nhóm mà hơn 6 tháng thì tự nhiên nó có cái sự chênh lệch. Điều này nó không có thể hiện cái phản ảnh trong thực tế. Vậy thì cách khắc phục cái sai lệch thời gian bất tử là gì? Chúng ta có thể thực hiện một cái phân tích theo điều kiện. Chúng ta sẽ đo lường cái sống còn chỉ ở những bệnh nhân mà đã sống còn qua một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như những bệnh nhân nào sống còn hơn 6 tháng, thì như vậy, lúc đó chúng ta có sự cân bằng ở cả cái nhóm điều trị và không có điều trị. Như vậy, chúng ta tránh được cái khả năng của cái sai lệch thời gian bất tử. Một cái cách nữa để chúng ta khắc phục, đó là chúng ta thực hiện cái phân tích hồi quy hàm Cox với đồng biến số phụ thuộc thời gian. Một cái sai lệch nữa, đó là sai lệch do can thiệp về mặt y khoa hoặc là theo dõi y khoa. Đây là một cái thí dụ. Chẳng hạn như chúng ta muốn so sánh hoặc muốn khảo sát cái nguy cơ của các bệnh nhân mà đi mổ trĩ, có được phẫu thuật mà có nguy cơ bị rung nhĩ. Các bạn có thể thấy có vẻ như cái nguy cơ về rung nhĩ nó cao hơn ở các bệnh nhân bị rung nhĩ. Nhưng rõ ràng là không có cái cơ chế nào, quan hệ nhân quả để có thể giải thích hiện tượng này. Tại sao như vậy? Đó là bởi vì những bệnh nhân mà đi mổ trĩ đó, thì họ trước khi làm mổ đó, họ tiền phẫu, họ sẽ được đo điện tâm đồ, siêu âm, rồi theo dõi thường xuyên hơn, do đó rung nhĩ dễ được phát hiện hơn. Ngoài ra, họ cũng có thể tái khám sau mổ ngoại trú bệnh nhân, và vì vậy nó làm tăng khả năng chẩn đoán rung nhĩ. Để khắc phục cái sai sót này, chúng ta nên loại trừ những bệnh nhân bị rung nhĩ, các biến cố rung nhĩ trong một cái khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như hậu phẫu hoặc là sau khi bệnh lý được chẩn đoán chẳng hạn. Đó là cái thời điểm mà bệnh nhân được làm tiền phẫu, làm điện tâm đồ, siêu âm. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh tùy thuộc theo cái số lần bệnh nhân nhập viện, khám theo phòng khám ngoại trú hoặc là can thiệp bằng y khoa theo dõi, thí dụ như chụp cộng hưởng từ, cắt lớp, vân vân. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Chế Phan Chào về bài báo cáo. Sau đây chúng tôi xin kính mời cử tòa lựa chọn câu hỏi thăm dò như sau. Bệnh viện của quý vị hiện tại có cơ sở hạ tầng và nhân lực để hỗ trợ việc thu thập dữ liệu đời thực hay không? Lựa chọn thứ nhất như sau, chúng tôi có cơ sở hạ tầng,
nhưng mà không có yếu tố nhân lực, không có con người. Câu hỏi thứ hai, vừa có cơ sở, có yếu tố nhân lực nhưng không có cơ sở hạ tầng. Câu số 3 là có cả cơ sở hạ tầng và nhân lực. Câu thứ tư là không có cả cơ sở hạ tầng cũng không có nhân lực luôn. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Có thể thấy khoảng 1 phần 3 lựa chọn 3 câu hỏi dưới. 1 phần 3 là không có cơ sở tầng hoặc nhân lực. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi thăm dò kế tiếp. Câu hỏi thăm dò kế tiếp như sau. Là bệnh viện của các bạn, cơ sở các bạn có cơ sở hạ tầng để hỗ trợ thu thập dữ liệu đời thực hay không? Câu hỏi kế tiếp như sau. Nguồn dữ liệu nào bạn thường sử dụng? Tôi xin lỗi. Câu hỏi kế tiếp như sau. Nguồn dữ liệu nào bạn thường sử dụng để thu thập dữ liệu đời thực? Số 1 là bệnh án điện tử. Thứ 2 là thông tin từ cơ quan bảo hiểm y tế. Thứ 3 là thông tin từ nhà thuốc. Thứ 4 là nghiên cứu đăng ký sổ bộ. Và thứ 5 là các nguồn khác. Chúng tôi vẫn đang chờ bộ phận kỹ thuật cung cấp kết quả của câu hỏi thăm dò. Như vậy, chúng ta thấy hơn phân nửa cử tòa cho thấy nguồn cung cấp dữ liệu là hồ sơ bệnh án điện tử. Như vậy, có vẻ rất là phổ biến. Và chúng ta vẫn có gần khoảng 17% là sử dụng những cái nguồn dữ liệu khác. Điều này là thú vị, có lẽ là trong phần hỏi đáp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguồn dữ liệu này là gì. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái pin kế tiếp, báo cáo pin kế tiếp. Là tiến sĩ Vũ Đình Hòa đến từ Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Đình Hòa là phó giám đốc của trung tâm theo dõi phản ứng ngoài ý của thuốc tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Chúng ta biết rằng việc sử dụng các dữ liệu đời thực để đánh giá các bằng chứng về các tác dụng phụ và ngoại phụ là quan trọng. Tiến sĩ Vũ Đình Hoài sẽ chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm làm sao để tăng cường được độ tin cậy của dữ liệu đời thực bằng cách giảm thiểu những yếu tố gây nhiễu cũng như các sai lệch. Sau đây chúng tôi xin nhường lời cho tiến sĩ Vũ Đình Hoài. Xin cảm ơn lời giới thiệu. Sau bài báo cáo của tiến sĩ Chê Phan Chào, chúng tôi xin trình bày với các bạn bài báo cáo làm thế nào có thể cải thiện được độ tin cậy của dữ liệu đời thực bằng cách giảm thiểu sai lệch và yếu tố gây nhiễu. Đây là các mục tiêu của bài báo cáo này. Chúng ta sẽ cùng thảo luận các yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới độ tin cậy của các dữ liệu đời thực. Chúng ta cũng tìm hiểu các phương cách liên quan đến yếu tố gây nhiễu đo lường được và không đo lường được và các cách tiếp cận khác nhau đối với thống kê trong y sinh học và giải quyết
những sai lệch lựa chọn yếu tố gây nhiễu. Để có thể tăng được cái độ tin cậy và giá trị, thì chúng ta cần hiểu được thế nào là giá trị nội và giá trị ngoài. Giá trị nội của một nghiên cứu đề cập tới cái khả năng của một nghiên cứu có thể đo lường cái mục tiêu của nghiên cứu đó. Bình thường đối với nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, chúng ta có cái giá trị nội rất là tốt, bởi vì nó có cái độ sai lệch thấp, giảm thiểu các yếu tố gây nhiễu. Ngược lại, đối với các dữ liệu đời thực, nó có cái các yếu tố gây nhiễu cũng như các sai lệch có thể làm ảnh hưởng tới kết cục mà chúng ta muốn đo lường do sự thiếu cái tình trạng chưa ngẫu nhiên. Cái độ tin cậy của các dữ liệu đó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoài. Để chúng ta có thể tổng quát hóa các kết quả từ nghiên cứu đó qua dân số chúng ta quan tâm. Sau đây chúng tôi xin trình bày các cách làm sao chúng ta có thể tăng cường được cái giá trị nổi. Trong giá trị nổi của các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, cái giá trị nổi này là cao. Khi bệnh nhân trải qua cái quá trình chia ngẫu nhiên và có sự cân bằng giữa cái nhánh can thiệp và nhánh đối chứng, và cái kết cục mà chúng ta đo lường được có thể được quy kết đối với cái sự khác biệt giữa nhóm đối chứng và nhóm điều trị. Ở đây chúng ta có thể thấy cái can thiệp điều trị, và vì vậy chúng ta suy ra được cái mối quan hệ nhân quả. Trong đó, trong dữ liệu đời thực, thì chúng ta không có đi theo cái việc chia ngẫu nhiên. Mà vì vậy, nó có thể làm ảnh hưởng, có những cái sai lệch về chọn lọc giữa hai nhóm, và cái kết cục mà chúng ta đo lường được có thể do cái việc can thiệp hoặc là do các biến số, thí dụ như 1, 2, 3. Ở đây chúng ta gọi là cái yếu tố gây nhiễu tiềm năng. Cái yếu tố gây nhiễu chúng ta được xem là các yếu tố làm ảnh hưởng. Các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đối với kết cục, làm sai lệch đi cái mối quan hệ nhân quả, cái khả năng của bệnh nhân nhận được điều trị. Trong dữ liệu đời thực, phụ thuộc vào việc lựa chọn của thầy thuốc, các hướng dẫn lâm sàng, cái điều trị đó có khả dụng hay không, cũng như thanh toán của bảo hiểm. Đó là một số các yếu tố bên ngoài. Để có thể giảm thiểu các yếu tố gây nhiễu này, chúng ta cần so sánh, có nhóm so sánh hoặc là nhóm đối chứng, hoặc là hạn chế việc chọn lọc bệnh nhân trong nhóm điều trị. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh đối với yếu tố gây nhiễu. Trong dữ liệu đời thực, chúng ta có cái giá trị bên ngoài cao, bởi vì nghiên dữ liệu đời thực dựa trên các nghiên cứu trong thực tế, nó gần gũi với cái tình huống thực sự xảy ra trên lâm sàng. Và vì vậy, chúng ta có thể tổng quát hóa cái kết quả đó ra trong dân số chung nhiều hơn. Sau đây, chúng tôi xin phép trình bày về ưu và khuyết điểm của nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên so với các nghiên cứu đời thực. Các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên có tầm quan trọng về giá trị nội chưa ngẫu nhiên. Trong các nghiên cứu, tuy nhiên, các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên nó lại có cái nhược điểm là về giá trị ngoài. Và ngược lại, đối với các nghiên cứu đời thực thì chúng ta lại thấy giá trị ngoài là ưu điểm, nhưng giá trị nội lại thấp thì chúng ta cần phải tăng lên. Đây là một số cái chiến lược để chúng ta tiến hành các nghiên cứu này. Cần để ý một số cái yếu tố gây nhiễu có thể là đo lường được. Đo lường được nhưng lại không được đo, hoặc là không đo lường được. Đối với các yếu tố gây nhiễu mà đo lường được, chúng ta có thể khắc phục bằng các chiến lược, thí dụ như thang điểm bắt cặp, phân tích hồi quy, hạn chế bắt cặp, phân tầng hoặc là chuẩn hóa. Đối với những loại mà không có đo thì chúng ta có thể thực hiện quá trình quy kết hoặc là điều chỉnh bên ngoài, hoặc là các biện pháp định danh.
phép để tính toán thang điểm bắt cặp đối xứng. Đây là một cái điểm để chúng ta ước tính cái khả năng, cái xác suất dựa trên một nhóm của các đặc điểm hoặc là các đồng biến. Ở đây chúng ta có 4 nghiên cứu, trong 2 nghiên cứu CHARM và ADAPT. Các bạn có thể thấy sự phân bố của hai nhóm điều trị và nhóm đối chứng là rất là tương tự. Như vậy, cái nguy cơ, cái rủi ro về sai lệch là rất thấp. Trong khi hai cái nghiên cứu kế tiếp, nghiên cứu Thin và Romatius, thì chúng ta lại thấy có sự sai lệch nhiều về độ phân phối. Như vậy, có nguy cơ cao về các yếu tố gây nhiễu. Do đó, chúng ta cần phải điều chỉnh bằng cái thang điểm bắt gặp xu hướng. Đây là một cái trường hợp chúng ta áp dụng cái phương pháp bắt gặp thang điểm xu hướng để giảm thiểu những cái khác biệt giữa nhóm đối chứng và nhóm điều trị. Cái nghiên cứu này, nghiên khảo sát sử dụng tigecycline. Tốt hơn cho bệnh nhân hay không? Bình. Đây chúng tôi có thể lấy những cái dữ liệu và khảo sát hồi cứu. Sau khi khảo sát hồi cứu, các bạn có thể thấy rằng trong nhóm tigecycline là 50 bệnh nhân và không sử dụng tigecycline là 227. Và thông qua quá trình bắt cặp xu hướng, thì một bên tigecycline là 42, bên kia là 66. Cái việc bắt cặp xu hướng này nó sẽ loại trừ những bệnh nhân ở hai thái cực và chọn lọc bệnh nhân đồng đều hơn, tương tự hơn vào trong cái khung so sánh, trong cái khung đỏ. Các bạn có thể thấy rằng cái cỡ mẫu nó nhỏ lại nhưng rõ ràng nó mang tính chất đồng đều hơn. Trước khi mà chúng ta bắt cặp xu hướng, có những sự khác biệt rất lớn giữa nhóm dùng tigecycline và không tigecycline. Sau khi bắt gặp xu hướng, đa số những cái đặc điểm trở nên tương tự hơn giữa hai nhóm. Cái kỹ thuật này tương tự giống như trong nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và nó sử dụng cái phương pháp bắt gặp xu hướng một cách rất có hiệu quả. Một cách nữa, để chúng ta có thể điều chỉnh cái ảnh hưởng của cái yếu tố gây nhiễu, đó là phân tích hồi quy đa biến bằng cách áp dụng cái phân tích đa biến hồi quy hàm lốc vân vân, tùy thuộc theo cái đặc điểm của cái biến số đó. Là biến số đó là biến số nhị phân, biến số liên tục. Trong nghiên cứu của tôi, chúng tôi đã sử dụng cái mô hình điều chỉnh hồi quy hàm lốc đa biến. Vì kết cục của chúng tôi là nhị phân đáp ứng hoặc là không đáp ứng, và sau khi đã điều chỉnh đối với nhiễm khuẩn có biến chứng, ví dụ nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng chủ thang điểm Apache cao và phẫu thuật ổ bụng, thì hiệu quả của tigecycline rõ ràng là được tăng cường và trở nên có ý nghĩa thống kê. Nó đã tăng một cách đáng kể và kết quả trở nên có ý nghĩa thống kê. Cái việc giải thích tại sao nó trở nên có ý nghĩa thống kê, đó là bởi vì những bệnh nhân sử dụng tigecycline thường là bị các bệnh lý nặng hơn, họ có nhiều biến chứng, nhiều bệnh lý đồng mắc hơn, hoặc được can thiệp phẫu thuật nhiều hơn sau khi được điều chỉnh. Những bệnh nhân sử dụng tigecycline có xác suất cao hơn có được kết cục tốt. Sau đây chúng tôi xin nói về các ưu và khuyết điểm của các cách tiếp cận khác nhau để chúng ta điều chỉnh với cái yếu tố gây nhiễu. Đối với việc điều chỉnh các đồng biến số truyền thống, các bạn có thể khảo sát ở trong Ivan về cái ưu khuyết điểm này. Ưu điểm của nó là được thực hiện tốt, nhưng vấn đề là chúng ta không thể thêm nhiều đồng biến số
do cỡ mẫu của nghiên cứu nhỏ. Tôi rất thích cái phương pháp bắt gặp xu hướng so sánh với các phương pháp khác, bởi vì nó cung cấp cho chúng ta một cái cân bằng rất là tốt trong đa số tình huống, và đồng thời kết quả cũng dễ hiểu, dễ phân tích và dễ diễn giải. Tuy nhiên, cái nhược điểm đó là xu hướng của hai nhóm là rất là tương tự. Sau khi điều chỉnh, các kết quả không có khác biệt nhiều lắm. Điều này cho thấy ảnh hưởng của các biến số ở đây là đã được giảm tới mức tối thiểu. Nhưng hai nghiên cứu còn lại, chúng ta vẫn thấy các kết quả khác biệt rất nhiều giữa cái phần điều chỉnh và không có điều chỉnh. Điều này có nghĩa rằng trong trường hợp này, chúng ta chưa có được cái cách để diễn giải tốt các kết quả và có thể dẫn tới những cái kết luận sai và không có đáng tin cậy trong thực hành. Đó là bài báo cáo của tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bài báo cáo thú vị. Chúng tôi chắc hẳn rằng mọi người sau khi lắng nghe sẽ tìm hiểu được rất nhiều thông tin, lợi ích. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời tất cả các đồng nghiệp tham gia cùng câu hỏi thăm dò kế tiếp. Theo các bạn, thì các bạn đánh giá mức độ chuyên môn của nhóm nghiên cứu của bạn trong việc loại trừ những sai lệch và yếu tố gây nhiễu trong việc phân tích dữ liệu đời thực là như thế nào? Xin lựa chọn từ 1 tới 4. 1 là rất có chuyên môn cao. 2 là có chuyên môn. 3 là không có lành nghề lắm. 4 là câu này không áp dụng vì tôi không có tham gia trong các thực hiện các nghiên cứu đời thực. Xin vui lòng bầu chọn. Bây giờ chúng ta đã có kết quả. Chúng ta có khoảng 1/3 cử tòa nói rằng họ không có tham gia trong việc thực hiện các nghiên cứu đời thực. Điều này là dễ hiểu. Bởi vì không phải ai làm lâm sàng cũng tham gia trong nghiên cứu này. Và khoảng 20% cũng đánh giá cái khả năng để loại trừ các yếu tố gây nhiễu của họ là cao. Bây giờ chúng ta sẽ qua báo cáo viên kế tiếp. Câu hỏi thăm dò kế tiếp như sau. Các bạn sẽ sử dụng cách tiếp cận nào thường xuyên để cải thiện cái giá trị nổi đối với các nghiên cứu, quan sát và dữ liệu đời thực? Ở đây chúng ta có một cái danh sách dài 8 lựa chọn. Số 1 là điều chỉnh các đồng biến số bằng cách sử dụng mô hình hồi quy. Số 2 là phương pháp bắt gặp xu hướng hồi quy điều chỉnh. Số 4 là phân tầng theo xu hướng. Số 5 là xác suất tỷ lệ nghịch giữa điều trị. Số 6 là điều chỉnh các đồng biến hồi quy. Số 7 các phương pháp khác. Số 8 không áp dụng vì tôi không tham gia trong các nghiên cứu đời thực. Chúng ta có khoảng phân nửa các đại biểu nói rằng họ không có tham gia trong việc thực hiện các nghiên cứu đời thực. Và cũng có một tỷ lệ nhỏ phân phối sử dụng các phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng phương pháp bắt gặp tăng điểm xu hướng
Đó có thể là một cái phương pháp được ưa chuộng nhiều trong việc giảm thiểu sai lệch và gây nhiễu. Sau đây chúng ta sẽ qua báo cáo viên. Kế tiếp là bác sĩ Ly đến từ Hồng Kông. Bác sĩ Ly là phó giáo sư tại khoa dược lý và khoa dược của trường đại học Hồng Kông. Bác sĩ Ly sẽ chia sẻ với chúng ta những phương pháp thống kê để chúng ta có thể áp dụng những dữ liệu đời thực vào trong và chuyển thành các bằng chứng đời thực một cách mạnh mẽ. Làm thế nào để các dữ liệu này phục vụ cho chúng ta? Bây giờ chúng tôi xin chuyển micro cho bác sĩ Ly. Xin cảm ơn bác sĩ Shao về lời giới thiệu. Kính thưa tất cả quý vị, tôi làm hân hạnh và vinh dự để chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của tôi trong thực hành về áp dụng phương pháp thống kê để có thể chuyển đổi các dữ liệu đời thực thành các bằng chứng một cách mạnh mẽ trong đời thực. Các bằng chứng có mục tiêu ngày hôm nay là chúng ta tìm hiểu về giá trị của việc chuyển, biến và chuẩn hóa cũng như kết hợp các dữ liệu trong việc tạo ra các dữ liệu đời thực, ví dụ như phương pháp đánh mã hóa, mô hình dữ liệu chung, bình thường hóa hoặc là xử lý ngôn ngữ. Mục tiêu thứ hai là tìm hiểu tầm quan trọng của các kỹ thuật để tiến hành các phân tích về độ nhạy, để đánh giá sự độ mạnh mẽ, mức độ mạnh mẽ của các phát hiện. Đây là những cái khó khăn, thách thức. Đối với dữ liệu đời thực có 4 cái thách thức lớn. Thứ nhất là cái khoảng cách lớn trong việc chuẩn hóa dữ liệu, việc thiếu sự phối hợp giữa các tổ chức khác nhau và thiếu sự tiếp cận đối với các dữ liệu đời thực. Và đồng thời, cái tính chất không đồng nhất về các khuôn khổ dữ liệu giữa các nguồn và các quốc gia khác nhau. Có thể nói rằng có nhiều những cái rủi ro xảy ra tại các giai đoạn khác nhau trong cái dữ liệu. Thông thường, các thầy thuốc là những người tạo ra dữ liệu. Khi họ nhập dữ liệu, có thể có những cái sai sót. Rồi sau đó, khi dữ liệu được chuyển tới các kỹ sư công nghệ thông tin hoặc là các nhà khoa học để tập trung với dữ liệu cũng có thể có những cái sai sót. Rồi sau đó thực hiện sử dụng các dữ liệu đó để thực hiện công tác nghiên cứu. Bạn có thể bị ảnh hưởng do các dữ liệu không đúng, dữ liệu bị sai sót hoặc là sự không chắc chắn trong bản thân của các kỹ thuật như hai báo cáo viên trước tôi đã từng đề cập. Là ngay cả sau khi đã làm xong các dự án thì cái việc báo cáo và chất lượng của dữ liệu cũng có thể ảnh hưởng. Nhiều khi cái thông điệp chính của nghiên cứu hoặc kết cục và công tác truyền thông đối với các đơn vị liên quan cũng có thể bị ảnh hưởng. Và vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin trình bày cho các bạn một số các kỹ thuật, phương pháp để chúng ta khắc phục những cái khó khăn vừa kể. Cái phương pháp đầu tiên là chúng ta cần phải vệ sinh, chúng ta làm sạch, chúng ta chuyển biến và kết nối bộ dữ liệu để tạo ra các bằng chứng đời thực phù hợp với mục tiêu. Để làm cái sơ đồ để các bạn thực hiện các công tác sàng lọc và biến đổi, kết nối như vậy. Sàng lọc đó là chúng ta phát hiện được những cái sai sót, những cái mà không có chuẩn và loại trừ những cái dữ liệu mà không có phù hợp đó. Chúng ta có thể thực hiện việc mã hóa hoặc là dựa trên cái tiêu chí thứ hai là có đầy đủ hay không. Thông thường đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta phải làm. Sau cái bước mà làm sạch và sàng lọc đó, thì chúng ta chuyển qua bước thứ hai là chúng ta xử lý, tức là chúng ta làm sao chuyển những dữ liệu đó thành các mô hình dữ liệu chung, bình thường hóa, quy kết, có được những cái biến số và xử lý về mặt ngôn ngữ. Chúng ta sẽ chuyển cái dữ liệu đó và sử dụng những cái thuật toán để tính toán được các biến số. Một số thí dụ chẳng hạn như nhiều khi chúng ta khảo sát về kết cục của bệnh lý tim mạch, nhưng mà chúng ta cũng có các nguyên nhân bệnh lý tim mạch ở người già, người trẻ, vân vân, mà chúng ta có thể kết hợp là
Sau khi mà chúng ta đã chuyển biến như vậy thì chúng ta cần phải có sự kết nối. Điều này nó sẽ phụ thuộc vào cái nguồn dữ liệu của các bạn. Kết nối có nghĩa là chúng ta kết nối dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tạo ra một cái bộ dữ liệu mà phù hợp với mục tiêu. Việc kết hợp dữ liệu, kết hợp những cái dữ liệu tương tự từ những cái bệnh nhân để có thể làm tăng các cỡ mẫu. Các nhà nghiên cứu có thể kết nối các nguồn dữ liệu riêng lẻ ở cái cấp độ bệnh nhân để có thể cải thiện được cái độ phong phú của các dữ liệu cho việc phân tích. Điều này nó giúp làm tăng cái cỡ mẫu và làm tăng cái độ tin cậy. Sau khi chúng ta đã sàng lọc, chúng ta đã xử lý và chúng ta đã kết nối, thì chúng ta cần khảo sát việc tận dụng các dữ liệu đời thực làm sao cho có hiệu quả. Nó đòi hỏi những cái nguồn dữ liệu riêng biệt khác nhau cần phải trở thành các bộ dữ liệu có chất lượng cao. Tức là chúng ta cần phải chẩn đoán, chúng ta cần phải chuẩn hóa nó. Nó bao hàm những cái việc bắt cặp dữ liệu. Bởi vì các nguồn dữ liệu khác nhau, nó có thể trải qua những cái cách mã hóa khác nhau. Một cái thí dụ thường gặp, chẳng hạn như các bệnh án điện tử của các công ty khác nhau. Chúng ta có các hệ mã số đánh khác nhau. Thí dụ như việc phân loại bệnh là ICD-9 và 10, hoặc là SNOMED. Và những cái công ty họ cung cấp những cái hệ thống này thì họ lại sử dụng những cái mã khác nhau. Và vì vậy cần phải chuẩn hóa. Đây được xem là một cái bước rất là thiết yếu để các bạn tập hợp dữ liệu. Có những cái giải pháp để các bạn có thể chuẩn hóa. Thí dụ như các bạn sử dụng cái mô hình OMOP. Đó là mô hình đối tác về kết cục của các nghiên cứu quan sát trong y khoa. Một cái thứ hai là được sử dụng tại Hoa Kỳ mà người ta gọi là Health Level 7. Cái mô hình chuẩn này thường được sử dụng trong hệ thống chăm sóc bảo hiểm y tế Medicare Hoa Kỳ. Đó là các mô hình phổ biến mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày một trường hợp đầu tiên. Đây là một cái thí dụ để chúng ta khắc phục các khó khăn vừa kể trong việc thiếu cái quá trình điều phối vân vân. Đây là một nghiên cứu cộng tác khảo sát về bệnh lupus ban đỏ ở châu Á Thái Bình Dương. Nghiên cứu này đã được khởi động từ năm 2012 và tập hợp các thầy thuốc của nhà nghiên cứu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mục tiêu chung là cải thiện kết cục của các bệnh nhân bị lupus ban đỏ. Nó đã bao gồm hơn 50 các nhà nghiên cứu từ 25 địa điểm nghiên cứu 13 quốc gia khác nhau trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cái tập hợp của dữ liệu đã được chuẩn hóa theo các mô hình APLC. Mô hình này nó giúp cho chúng ta có thể khắc phục được cái nhược điểm của việc thiếu điều phối, thiếu phối hợp và đã là chuẩn hóa sẵn để có thể phân tích. Tiếp cận với cái nhóm dữ liệu này là tùy thuộc theo những hướng dẫn. Cái mạng lưới này họ sẵn sàng đón nhận những cái sáng kiến và những cái đóng góp mới. Đó là một cái ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái khó khăn kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta trình bày, chúng ta sử dụng cái phần mềm để xử lý ngôn ngữ, để có thể huy động những cái dữ liệu phi cấu trúc, khoảng 80% cái dữ liệu trong đời thực là phi cấu trúc, và nhiều khi khó sử dụng được nếu như chúng ta không có xử lý để có thể mã hóa cái cách viết tự do của thầy thuốc. Chúng ta cần có những phần mềm để có thể hỗ trợ chúng ta một cách hiệu quả để chuyển những cái dữ liệu phi cấu trúc thành các dữ liệu cấu trúc và sử dụng trong tương lai để thực hiện phân tích. Trước đây thì chúng tôi thường sử dụng các phương pháp thủ công. Tuy nhiên phương pháp thủ công bằng tay đó thì nó mất rất nhiều thời gian. Ngày nay, với những cái nền tảng liên quan tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho chúng tôi có thể xử lý nhanh hơn.
và nó hiểu biết được những cái thuật ngữ, những cái từ khóa viết trong hồ sơ bệnh án. Đây là một số những cái phần mềm và các nền tảng để các bạn có thể ứng dụng. Đây là một số nền tảng phổ biến. Khi các bạn gặp những cái vấn đề về xử lý ngôn ngữ, các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm ở nền tảng này. Một cách nữa để chúng ta có thể khắc phục những cái sai sót đó là quy kết và xử trí trong trường hợp dữ liệu bị thất lạc. Trong khi thiết kế cái nghiên cứu lâm sàng, chúng ta có thể sử dụng cái việc quy kết theo kiểu trung bình mà không có điều kiện, phi điều kiện. Hoặc là chúng ta áp dụng lấy cái giá trị cuối cùng thu được và chúng ta suy đến trong tương lai hoặc là suy ngược lại trong quá khứ. Nhưng mà cái nhược điểm của nó đó là bệnh nhân của chúng ta thông thường là rất là đa dạng, nó không có đồng nhất so sánh với trong nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Và vì vậy, nhiều khi nó khác biệt nhau, và vì vậy rất khó để có thể sử dụng các dữ liệu này thay thế cho các dữ liệu mà bị mất hoặc là thất lạc. Chúng ta mục tiêu việc sử dụng các thông tin này đó là chúng ta dự báo những cái giá trị mà bị thiếu hay bị mất. Là có thể giải quyết cái sự không chắc chắn hoặc là bất định liên quan tới cái giá trị được suy ra thông qua việc tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu. Có bài đầu tiên đó là việc quy kết. Một cơ sở dữ liệu được tạo ra đồng thời với những cái quan sát và các giá trị được dự từ các phân bố đã được dự báo. Và các bạn có thể phân tích các bộ dữ liệu này. Và cái bước thứ ba mà các bạn làm đó là các bạn tập hợp các kết quả từ bước 1 và giúp cho chúng ta có thể có được cái ước tính chung. Điều này sẽ giúp chúng ta khắc phục được cái dữ liệu bị thiếu sót. Sau đây chúng tôi xin trình bày cho các bạn một cái phương cách để chúng ta giải quyết những dữ liệu bị thiếu sót. Nghiên cứu này đã được thực hiện ở tại Canada trong hệ thống y tế ở vùng nông thôn. Họ kết hợp những cái chiến lược điều trị khác nhau đã được đánh giá từ trong những nghiên cứu đó. Dữ liệu của mỗi cá nhân bệnh nhân có các thông tin về đặc điểm xã hội, công tác sàng lọc, điều trị, cũng như các đặc điểm và yếu tố lâm sàng. Họ cũng sử dụng cái phân tích hồi quy hầm lóc để giải quyết những cái dữ liệu bị thiếu hụt. Người ta sử dụng cái phương pháp quy kết, đa quy kết để có thể quy được những cái giá trị cho các biến số mà dễ bị thất lạc. Chẳng hạn như giai đoạn ung thư khi chẩn đoán, đất nước nơi mà họ sinh ra và các bệnh lý kèm theo. Bằng cách đó, người ta có thể dự báo được những cái dữ liệu mà bị mất. Người ta rút tỉa ra 5 cái kết luận và 5 cái mô hình khác nhau để tạo ra 5 bộ dữ liệu và sau đó người ta so sánh các kết quả này để đưa ra cái kết quả ngoại suy. Kết luận cho thấy cái việc đa quy kết là một phương pháp xác lập để có thể giải quyết những cái giá trị biến số bị mất và tạo ra cái bộ dữ liệu mà đáng tin được và kết quả là không có sai lệch và bảo đảm được cái mức độ chính xác một cách phù hợp. Rất thường gặp khi người ta hỏi rằng tại thời điểm nào thì tôi có thể sử dụng cái việc đa quy kết đó. Đôi khi nó không có thể khắc phục được những cái sai lệch vốn có của trong nghiên cứu có hai bối cảnh khi cái dữ liệu bị mất đi.
Nó mang tính chất khác biệt một cách hệ thống so sánh với giá trị được quan sát khác vì các lý do không biết. Chẳng hạn như trong thực tế, chúng ta không thể làm gì được với các yếu tố này. Vậy vậy chúng ta không cần phải thực hiện cái việc đại quy kết vừa kể MI. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bị mất do các cơ chế mà có liên quan đến đặc điểm của bệnh nhân, chúng ta biết cái lý do tại sao dữ liệu đó bị mất. Chẳng hạn như cái số đo huyết áp là thấp hơn so với các cái số đo khác vì bệnh nhân còn trẻ, và có thể bệnh nhân bỏ qua cái số đo huyết áp. Vì vậy, chúng nó có thể gợi ý cho chúng ta biết. Khi đó, chúng ta có thể suy ra. Trong trường hợp mà thí dụ như mất nguyên cả cái bộ hồ sơ của các bệnh viện chẳng hạn, thì cái đó là không khắc phục được rồi. Một cái điểm nữa mà cần lưu ý với các bạn, đó là cần phải tránh cái sai lệch trong việc lựa chọn. Tỷ lệ của các dữ liệu bị mất không được sử dụng để có thể định hướng các quyết định liên quan tới việc quy kết này. Một trong slide cuối cùng tôi nói về việc phân tích độ nhạy để đánh giá độ mạnh của các phát hiện. Chúng ta cần thực hiện cái phân tích về độ nhạy. Như vậy, phân tích độ nhạy là gì? Phân tích độ nhạy là một cái phương pháp để chúng ta xác định được cái độ mạnh của việc một cái khảo sát hoặc cái đánh giá bằng cách xem xét cái quy mô của các kết quả bị ảnh hưởng cho các thay đổi về phương pháp, vân vân. Tóm gọn lại đó, việc phân tích về độ nhạy này là liệu cái giả định đó nó có thể thay đổi cái kết quả của chúng ta hay không? Đó là cái mục tiêu của câu hỏi. Vậy tại sao chúng ta lại cần các phân tích về độ nhạy? Nó rất là quan trọng đối với dữ liệu đời thực. Bởi vì khi chúng ta thực hiện việc phân tích, chúng ta thường hay dựa trên những cái giả định. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái mức độ bất định hoặc là cái sự giả định đó sẽ ảnh hưởng tới kết luận cuối cùng ra sao. Một số các bối cảnh, tình huống có thể xảy ra đối với việc phân tích về độ nhạy. Chẳng hạn như các yếu tố mà nó nằm lệch hay ngoài bìa, ngoài rìa quá sai chẳng hạn. Chúng ta sẽ thực hiện cái việc phân tích cái độ nhạy để loại trừ các yếu tố đó. Cái trường hợp kế tiếp là không tuân thủ hoặc là việc vi phạm các đề cương của nghiên cứu. Từ đó chúng ta có thể thực hiện việc phân tích của nhóm dân số bệnh nhân có chủ đích điều trị hoặc là bệnh nhân được điều trị hoặc bệnh nhân làm theo đề cương nghiên cứu. Chúng ta cũng cần định nghĩa về cái kết cục chính, ví dụ như là bệnh lý tim mạch tử vong và kết cục phụ. Có thể là các bệnh tật khác hoặc yếu tố tử vong có liên quan đến bệnh lý tim mạch. Điều đó sẽ giúp cho cái nhà nghiên cứu có thể cung cấp được những cái bằng chứng và các dữ liệu đáng tin hơn. Một số các bối cảnh khác mà cũng cần những cái lựa chọn phân tích độ nhạy. Ví dụ các cái yếu tố nguy cơ cạnh tranh nhau hoặc là không đồng đều ở đầu vào hoặc là các giả định mang tính chất phân phối. Vì thiếu thời gian, tôi không có thể đi sâu vào chi tiết được. Các bạn cần lưu ý là có những cái tình huống đó. Đây là cái slide cuối cùng của tôi. Về một trường hợp đã sử dụng cái phân tích độ nhạy. Trong nghiên cứu này, người ta muốn tìm hiểu cái kết cục có mối liên quan với các yếu tố thay thế hay không. Ở những cái bệnh nhân mà bị bướu mô đệm đường tiêu hóa, GIST. Cái nghiên cứu này được khởi động đó là bởi vì việc phân tích gộp 14 các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và 5 nghiên cứu quan sát ở các bệnh nhân bị các bướu mô đệm đường tiêu hóa di căn hoặc là không mổ được cho thấy có mối tương quan giữa cái sống còn toàn bộ OS và PFS. Đóng vai trò như là một cái yếu tố kết cục thay thế đặc biệt là trong các bước điều trị sau. Và người ta muốn tìm hiểu xem cái giả thuyết này có đứng vững hay không. Mặc dù cái mối liên quan cũng được giảm trong cái phân tích về độ nhạy này, kết quả vẫn cho thấy có một mối liên tương quan tuyến tính mạnh giữa cái OS trung bình và PFS trung bình. Điều đó cho thấy rằng cái phân tích độ nhạy này
ủng hộ cho kết luận của việc phân tích và nghiên cứu. Như vậy, PFS có thể được sử dụng như làm kết cục thay thế cho OS. Kết luận này cho thấy chúng ta cần cẩn trọng khi chúng ta sử dụng các dữ liệu đời thực để chứng minh mối liên quan giữa một kết cục thay thế và một kết cục cụ thể. Người ta khuyến nghị cần sử dụng một cái phân tích độ nhạy mạnh mẽ để có thể kiểm chứng mối liên quan nhân quả và loại trừ các yếu tố sai lệch giữa cái kết cục thay thế và kết cục chính để tránh những kết luận mang tính chất dương tính giả. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Và chúng tôi mong đợi có được các câu hỏi thảo luận. Xin cảm ơn bài báo cáo. Và tôi xin cảm ơn về đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp nghiên cứu đời thực cũng như là các biện pháp để có thể giảm thiểu được các yếu tố nguy cơ. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị có thể tham gia với các câu hỏi thăm dò. Để chúng ta có thêm cơ hội cộng tác và khảo sát cái tầm quan trọng của các dữ liệu đời thực trong nghiên cứu và cộng tác giữa các quốc gia khác nhau. Những dữ liệu đời thực dĩ nhiên nó không phải là hoàn hảo, và vì vậy chúng ta cần phải sử dụng các biện pháp khác nhau để giảm thiểu những cái sai sót và cái yếu tố gây nhiễu đó, để hướng dẫn chúng ta tới những cái kết luận một cách giá trị. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị tham gia với một câu hỏi thăm dò kế tiếp. Câu hỏi thăm dò như sau. Cái khó khăn nào là chủ yếu mà bệnh viện các bạn phải đối mặt khi thực hiện các nghiên cứu dữ liệu đời thực? Xin vui lòng lựa chọn trong 5 lựa chọn. Lựa chọn 1 là thiếu hụt trong việc chuẩn hóa dữ liệu. Số 2 là không có sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức bệnh viện khác nhau. Thứ 3 là không truy cập được vào các nguồn dữ liệu đời thực. Số 4 là 3 câu trên đều đúng. Số 5 là không áp dụng vì tôi không tham gia trong việc thực hiện các nghiên cứu đời thực. Xin kính mời quý vị cùng bầu chọn. Như vậy chúng ta thấy hơn phân nửa là không có tham gia trong việc thực hiện các dữ liệu đời thực, nhưng 1/3 nhấn mạnh cả 3 yếu tố thiếu hụt trong việc chuẩn hóa dữ liệu, không có sự phối hợp với cơ quan tổ chức và thiếu hụt việc truy cập các nguồn dữ liệu đời thực. Như vậy chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi. Xin mời câu hỏi thăm dò kế tiếp. Câu hỏi này hỏi ý kiến của các bạn. Trong tình huống nào thì các bạn sẽ thực hiện cái phân tích độ nhạy trong khi thực hiện các nghiên cứu về dữ liệu đời thực? Có 5 chọn lựa. Chọn lựa thứ nhất là có sự vi phạm đề cương nghiên cứu hoặc không tuân thủ đề cương nghiên cứu. Thứ hai là dữ liệu bị mất. Thứ ba là có sự mất cân bằng ở đầu vào trong các nhóm nghiên cứu. Thứ tư, 3 câu trên đều đúng. Câu số 5 không áp dụng vì tôi không tham gia trong nghiên cứu đời thực. Khoảng 70% là không có tham gia và khoảng 20% cho rằng do sự vi phạm về đề cương nghiên cứu, thiếu hụt dữ liệu hoặc là sự bất quân bình trong đầu vào các nhóm nghiên cứu khác nhau. Đây là câu hỏi thăm dò ý kiến cuối cùng. Các bạn đánh giá cái hội thảo này như thế nào? Giả sử như hội thảo này được lặp lại thì các bạn sẽ giới thiệu nó với đồng nghiệp hoặc bạn bè để tham dự trong mức độ từ 0 cho tới 10. Xin cho ý kiến.
Trong khi chúng ta đang chờ kết quả của cái phần thăm dò, có một số câu hỏi từ phía cử tọa như sau. Câu hỏi đầu tiên là các vấn đề thường gặp nhất mà các bạn lưu ý khi thực hiện việc phân tích các dữ liệu từ các tổ chức khác nhau. Câu hỏi này chắc là phù hợp cho bác sĩ Ly. Trong kinh nghiệm của tôi, khi chúng ta cộng tác với các cơ sở bệnh viện khác nhau, cái khó khăn lớn nhất là việc phê duyệt của cái người nắm giữ dữ liệu, chẳng hạn như tại Hồng Kông. Dữ liệu là được nắm giữ bởi ban giám đốc của bệnh viện, do đó phải xin phép từ ban quản lý bệnh viện rồi mới sử dụng dữ liệu đó. Và nhiều khi, và thứ hai là cái cách lập trình và cái mã hóa và các nền tảng của các bệnh viện tổ chức khác nhau. Đó là cái khó khăn chính mà tôi thường gặp. Như vậy, chúng ta phải có sự phê duyệt và bật đèn xanh từ các giám đốc của các bệnh viện hoặc các lãnh đạo các cơ quan khác nhau. Nhiều khi một bộ cơ sở dữ liệu mà chúng tôi cần nó đến từ một nghiên cứu. Đôi khi có một cái ý kiến khác và cần phải thực hiện một nghiên cứu khác lại phải xin phép lại lần nữa. Như vậy nhiều khi lại phải bắt đầu lại từ đầu không ạ? Như vậy rất là mất thời gian. Xin cảm ơn Marcelin. Câu hỏi thứ hai, đối với các nghiên cứu dữ liệu đời thực mà có cỡ mẫu nhỏ, đa số các nghiên cứu đời thực thì có cỡ mẫu lớn, nhưng mà giả sử như cỡ mẫu nhỏ, vậy thì làm thế nào có thể thực hiện được nghiên cứu? Như vậy, có ai có kinh nghiệm đối với các bộ dữ liệu nhỏ so sánh với các bộ dữ liệu lớn? Khi các bạn có một cơ sở dữ liệu tốt, một ý tưởng tốt thì bao giờ các bạn cũng có thể thực hiện được một nghiên cứu hết, cho dù là cỡ mẫu nhỏ. Các bạn quan trọng là các bạn cần tận dụng được cái cơ sở dữ liệu của các bạn, đào sâu, nghiên cứu và so sánh nó. Cái dữ liệu của các bạn có thể có những cái đặc điểm hoặc mang tính chất một cách độc đáo. Những cái dữ liệu lớn nhiều khi nó còn phụ thuộc vào những cái đánh mã, ví dụ như ICD. Đối với những bộ dữ liệu này, các bạn có thể có những cái đặc điểm, ví dụ như từ siêu âm hoặc là chụp cộng hưởng từ hoặc là đo điện tâm đồ. Những dữ liệu này nhiều khi không có được đưa vào trong cái bộ dữ liệu chung. Vậy đây là một cơ hội tốt để các bạn có thể trả lời một số các câu hỏi phức tạp và chuyên biệt. Do đó, chúng tôi cho rằng nếu cứ như có cơ sở dữ liệu tốt thì cứ làm tới thôi. Bác sĩ Lee có nhận định, tôi cũng đồng ý bác sĩ Chow. Và trong việc phân tích dữ liệu, nó có hai cái khía cạnh. Cái nhóm dữ liệu có khi nó gọi là siêu lớn, và thứ hai có những cái mà chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian, nhiều khi tới 10 năm theo dõi. Có nhiên rất nhiều bệnh nhân có những cái đặc điểm về chẩn đoán hình ảnh. Những dữ liệu này rất là phong phú. Không cần, nhiều khi không cần phải là cỡ mẫu lớn. Nhưng những dữ liệu này mang tính chất rất là độc đáo. Một thí dụ đó là các nghiên cứu đăng ký sổ bộ. Trong nghiên cứu đăng ký sổ bộ, chúng ta có thể khai thác nhiều thông tin. Nhiều khi những cái nghiên cứu đăng ký sổ bộ về các bệnh lý hiếm á, thì cỡ mẫu của nó nhỏ. Và nhiều khi nó không có nằm trong các bệnh lý, trong các hồ sơ bệnh án điện tử. Do đó, nó mang chúng ta rất là nhiều thông tin độc đáo.
Một thí dụ nữa mà tôi muốn bổ sung thêm. Các bạn cần bảo đảm được cái giá trị ngoài để có thể suy luận ra. Điều này cũng là phổ biến. Ngay cả các dữ liệu lớn có cỡ mẫu lớn nhiều khi cũng khó có thể trả lời các câu hỏi mang tính chất có thể tổng quát hóa ra. Do đó cái nhận định của bác sĩ Chow là rất hữu ích. Câu hỏi thứ ba. Đối với các dữ liệu mà bị mất và việc làm sử dụng kỹ thuật nào để khắc phục những cái dữ liệu bị mất. Xin mời bác sĩ Lee. Trong việc vệ sinh và sàng lọc những dữ liệu, chúng ta muốn có một kết luận sơ bộ trước để tránh được. Tuy nhiên, khi các bạn loại bỏ những dữ liệu mà bị thiếu sót, thì nhiều khi mình sẽ bị hy sinh một số các biến số. Và nhiều đôi lúc nó khiến cho nghiên cứu của các bạn sẽ giảm bớt cái độ mạnh. Cần lưu ý những dữ liệu mà bị thiếu sót. Nếu như các bạn loại trừ phần nửa những dữ liệu bị thiếu sót, thì các bạn bị mất đi cái độ mạnh của nghiên cứu. Và vì vậy, các bạn khó kiểm định được cái độ toàn vẹn của dữ liệu. Đó là ý kiến chung của tôi. Nó không có nghĩa rằng cái việc phân tích độ nhạy nó khó có thể khắc phục được cái độ tin cậy và giá trị. Xin cảm ơn. Xét về hạn chế thời gian, chúng ta đã lỗ quá thời gian nhiều. Tôi rất trân trọng sự tham gia của tất cả các báo viên trong ngày hôm nay với các bài báo cáo thú vị và trình bày cho chúng ta những cái thông tin thiết yếu. Hy vọng rằng chúng ta sẽ, các sự kiện này tăng cường được cái hiểu biết của quý vị và trả lời được các câu hỏi sát sườn trong nghiên cứu đời thực và giúp cho chúng ta có thêm cơ hội để đào sâu, phân tích, sử dụng các dữ liệu đời thực để chăm sóc và cải thiện chất lượng chăm sóc cho các bệnh nhân. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia trong sự kiện này và chúng tôi xin chúc các bạn một cuối tuần, một đêm ngủ rất ngon. Xin kính chào.